Chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một cái con máy Kubota 850 nha anh em. Thì con này bê tông của nó 712. Tua 283.000 hay thì con này nó 20 ngựa nha anh em. Rồi để quay chi tiết anh em xem. Thì con này mới khoảng 80-90% chất lượng ha. Có bơm dầu. Con này thì nó xài rất lớn, anh em vào cái bô lửa nè. Cái bô lửa còn mới tinh luôn. Đó, cái bộ lửa của nó là anh em giờ ha, nước sơn còn nó mới coi này chạy chưa cháy cái cổ bô luôn là anh em biết nó ít xài cỡ nào rồi đó. Con này thì rất lớn thì anh em xong bét ha, máy thì nổ lên thì anh em xong bét trước khi nổ ha. Đây cái bánh chớn nè, ốc nó còn son luôn ha, đó bánh chớn còn mới tinh luôn ha. Con này nó có cái bơm thi lực ở đây, còn đây là cái bơm dầu phụ. Rồi để em sẽ test máy nổ cho anh em xem ha. Thì đây là cái củ sạc của nó là đây, nó có dây điện ra nè. Rồi nổ. Máy nổ quá đỉnh luôn anh em. Lên ga. Máy là nổ khỏi trò chơi luôn. Rồi anh em nào mình có mua thì có thể liên hệ số điện thoại là 0913948206 hoặc 0913719579 nha anh em. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn ha. Thì con trận này trọng lượng của nó khoảng 85kg à. 80-85kg nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho em ha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em.